đường nào tìm em mây dần kín, bắt chân anh trên lối đi không thấy, như những đêm khuya buồn một mình, có khi cho ta quên một mình, từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông giữa lắm khi mưa làm ta nhớ mãi ngày qua. Vâng, chào tất cả các anh chị em đã đến buổi review của loa kéo chúng tôi. Thì hôm nay mình sẽ review một mẫu loa kéo, đó là Boss DK219 Pro, công suất khủng trong vòng 4 tấc nha mọi người. Thì con này mình đã có bản demo nhạc rồi, thì bây giờ mình sẽ review về phần chất âm và chất lượng karaoke như thế nào trong tầm giá dưới 5 triệu nha mọi người. Thì với chiều cao con này là 6, với chiều cao con này là gần 70, sở hữu cho mình với 3 đường tiếng, đó là 1 bass, 4 tấc, 1 loa chung và 1 loa dép nha mọi người. Đó, mình có hai phiên bản, đó một phiên bản lưới màu nâu, đây tất cả anh chị em thấy rõ không ạ? Một phiên bản lưới màu nâu và một phiên bản là lưới màu đen nha. Nó đều sở hữu một cặp micro, đều sở hữu một cặp micro kim loại UHF tần số, micro nguyên cây kim loại nha mọi người. Đó, micro UHF tần số, micro nguyên cây kim loại luôn. Karaoke cũng khá nhẹ với dòng Boss DK219 Pro cũng sức khủng. Sở hữu bass nhôm nha mọi người. Này là đặc biệt là mấy dòng loa kéo khủng á thường sở hữu là bass nhôm nha. Đó, bass viền nhôm tất cả anh chị em thấy rõ mà. Ở bass viền nhôm, hai con đều có bass viền nhôm nha mọi người. Giống như hả mấy cái dòng này là bass thường nè. Đó, dòng này bass thường nha, bass 4 tấc mà bass thường nha mọi người. Chất liệu con này là hai chất liệu gỗ nha mọi người. Đó, một gỗ là sơn đen và gỗ sơn nâu. Về phần bo mạch của con là Boss DK219 Pro này. Về phần bo mạch của con này thì gồm có 9 nút chỉnh nha mọi người. Đó là volume tổng nè, chép nè, bass nè, mid delay, mid echo nè, mid bass nè, mid chép, âm lượng của micro và âm lượng guitar nha mọi người. Mình đang xài chế độ DC là chế độ điện bình. Tất cả anh chị em gạt qua cắm nguồn điện vô là xài chế độ điện trực tiếp nha. Công suất khủng thường sở hữu cho mình 4 lỗ cắm nhạc cụ như là guitar 1, guitar 2, mic 1, mic 2. Chế độ hội nghị ultimate, một âm thanh đầu vào, âm thanh đầu ra của loa kéo khác. Con này có chỗ tải nhiệt nha mọi người. Đó tải nhiệt nè, chỗ đấu bình 12V và ba đều báo hiệu bình nha. Và đó, bây giờ mình sẽ test chất lượng thêm, chất lượng âm thanh và chất lượng karaoke cho tất cả anh chị em xem. Chỉ tầm giá là 4 triệu, chỉ tầm giá là dưới 5 triệu nha mọi người. Rồi, con này đánh rất khủng luôn. Đó. Chị và các bạn thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành là test chất lượng karaoke với dòng sản phẩm đó chính là Boss DK219 cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta nghe và trải nghiệm với chất âm karaoke của nó như thế nào anh chị nhé. Mời anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe. Vì đâu mưa em không đi đường nào tìm em.
Trái tim mùa đông. Vâng, thưa tất cả anh chị và các bạn, thì anh chị và các bạn chúng ta cũng đã được trải nghiệm về cái chất âm karaoke của dòng sản phẩm, đó chính là Boss DK219 rồi anh chị ha. Thì đây phải nói là một dòng sản phẩm loa kéo di động 4 tấc, nhưng mà công suất thì cũng không kém các dòng 5 tấc nha anh chị ha. Nên là anh chị chúng ta có thể cân nhắc xem những cái video mà chúng tôi hát và test loa như thế này, vì chúng tôi là muốn review chân thật nhất để mà anh chị và các bạn chúng ta lựa chọn được đúng cái nhu cầu của mình, để mà đúng với nhu cầu của mình và không có bị chọn nhầm cái loa anh chị ha. Nên là thành thử chúng tôi muốn review thật chi tiết. Và một lần nữa thì anh chị có mua hàng và ủng hộ cho anh em chúng tôi thì anh chị có thể là liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi có in ở trên màn hình này ha, cũng như là bên dưới phần mô tả chúng tôi có để lại cái thông tin địa chỉ liên hệ của chúng tôi, thì anh chị có thể là đến trực tiếp shop của chúng tôi để mà thử loa luôn. Còn không có điều kiện thì anh chị chỉ việc nhấc máy lên và liên hệ với chúng tôi thì chúng tôi sẽ ship hàng đến tới tận nhà cho anh chị, và anh chị có thể là được quyền kiểm tra trước khi mà mình trả tiền cho nhân viên giao hàng luôn anh chị ha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và anh chị thấy hay vô ích thì rất mong anh chị hãy đăng ký kênh cũng như là like video này để mà ủng hộ cho chúng tôi anh chị nhé. Hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.